À, xin chào anh em thì video này mình sẽ phân tích kỹ năng của quách gia <laughs> à, cái thông tin này thì được một bạn bạn gửi cho mình thế nói chung là cái bạn này thì bạn ấy không muốn uh, nêu danh tính thế ra là anh em cứ biết là có chúng ta có thông tin trước để có thể biết là kỹ năng nó như thế nào này kia dĩ nhiên là sẽ có hai banner là banner quách gia và banner bằng thống hai banner đấy sẽ là banner run video là mình sẽ chỉ phân tích về quách ra thôi còn bằng thống mình sẽ để video khác <laughs> thì mình đã lưu về hình ảnh Đấy. nó sẽ có là tuyệt kỹ đấu kỹ nội tại một nội tại 2 nội tại 3 thông tin khá đầy đủ còn về cái búp duyên của nó thì như anh em cũng biết biết đấy thì nó sẽ là một cái là của bọn hỗ trợ và một cái sẽ là của hạ hồ đôn và hạ uyên đầu tiên sẽ là tuyệt kỹ, tuyệt kỹ thì hồi 15 giây <laughs> hiệu quả lá chắn tăng ích quách gia bảo vệ một tướng phe ta tùy chọn trừ bản thân giúp lá chắn tạo bằng 300% công của quách gia đồng thời giúp tăng 2% miễn thương cho mục tiêu hiệu ứng này kéo dài 5 giây, 2% miễn thương là cũng khá là cao ấy. nhất là với những con tướng hàng trước nó đã cứng rồi bây giờ thêm cái miễn thương thì khả năng chống chịu nó sẽ rất là tốt. Mốc 3 sao 5% sát thương đánh chịu của mục tiêu được bảo hộ trong lúc miễn thương sẽ được trì hoãn và tính dần trong 5 giây. Nó khá giống kiểu giống như như anh em có chơi liên minh thì nó giống như cái vũ điệu tử thần đấy nghĩa là nó sẽ không rút máu một cục mà nó sẽ trừ dần 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 đấy <laughs> thì tránh khả năng chết sốc mốc 4 sao thì khả năng chắc bên dưới ở đây bốn ở bốn sao cái này bị khuyết một chút 4 phần bốn sao Đấy. nhưng mà mình mình đọc của chắp vá thì trong thời gian tăng miễn thương trong thời gian gia tăng miễn thương thương kỹ của quách gia ghi lại cho mục tiêu được bảo vệ phải gánh chịu giảm bốn phần trăm nghĩa là tèm, kèm thêm là bốn giảm đam kỹ năng thương kỹ <laughs> mốc năm sao là giá trị Lá chắn bảo vệ được thêm vào tăng lên 500% công của quách gia. Tỷ lệ tăng miễn thương của mục tiêu được tăng từ 20 lên 36%. Khá nhiều, nói chung là bao giờ cái những cái mốc 5 sao, 6 sao cũng là những cái mốc rất là quan trọng. Đặc biệt là 5 sao. Mốc 6 sao thì khi uh, có tướng Feta thấm máu hơn quách gia trong trận, quách gia sẽ giảm máu bản thân xuống bằng với tướng đó, đồng thời thêm một lá chắn bằng 200% máu của máu đã giảm của quách gia cho tướng đó nếu cùng lúc nhiều mục tiêu feta ta mất máu quốc gia sẽ chọn người thấp máu nhất nói chung cái này thì mình vẫn thấy là một cái hay tại vì bốn là những con đằng sau ấy, nếu mà nó đã bị pho cớt thì thường thường là máu nó tụt rất là nhanh còn nếu mà đã không bị pho cớt thì nó sẽ có khả năng là thực diện máu nó cứ giữ như thế thôi nhưng mà cái này thì cũng một cái dở đấy là ví dụ những trường hợp chẳng hạn là nó sẽ hiến máu cho những con thấp máu nhất nhưng mà nó lại kiểu máu nó thấp quá nhưng những con nào đam lan ví dụ như con tà từ chẳng hạn những cái nổ của nó thì nổ ra đun mục tiêu mà có khả năng con này sẽ bị bay màu đấy <laughs> hết rồi. Đúng rồi tiếp theo đấu kỹ à ừ, nói chung mà anh em cái kia một tí <laughs> mình lưu nó cũng không theo hệ thống làm ra nhiều khi chúng ta có phải hơi hơi phải tìm một chút khi khai chiến quách gia ở à, đấu kỹ chủ yếu sẽ là lá chắn khi quách gia khai chiến dùng à, tấn công rồi tự tổn thất một, trăm, một phần trăm máu tối đa nhằm giúp một tướng phe ta thấp máu nhất nhận là lá chắn bằng một phẩy phần trăm máu của quách gia hiệu ứng hồi máu và khống chế không hữu hiệu, hiệu trên quách gia à ý nghĩa là con này nó nó, nó không bị khả năng khống chế cũng không thế thì khả năng là ví dụ những cái tim như uh, team tim uh, chu du uh, thiêu đốt ấy, là cũng có không khả năng thuộc diện là 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 phá đám con này được cũng khá là hay à, tinh thông một thì sát thương đơn lẻ mà quách ra và anh chịu tối đa là 15 phần tinh thông 2 sẽ là kỹ năng này tăng số lượng tướng nhận được lá chắn lên hình 2 khá là hay tinh thông ba sát thương đơn lẻ mà quách ra chịu phải là tối đa là 10%. Nói chung cái này nó cũng chỉ gọi là giai đoạn đầu trận thôi và nó cũng sẽ không mất nhiều máu quá. Cái cái này thì nó không ghi là trong vòng bao nhiêu lâu. Nó chỉ có tinh thông thì nó sẽ là 15%. Cũng không biết được là nó diễn ra trong vòng bao lâu, duy trì bao lâu. Cái này thì mình cũng đang là một dấu hỏi nếu mà nếu mà chúng ta nâng tinh thông lên thì mắc thì chỉ mất đến mười trăm máu thôi nếu mà nếu mà nó duy trì hết trận đấy thì khả năng là cái này kỹ năng này quá ngon kỹ năng này thì anh em nên nếu mà nó duy trì hết trận thì nâng tinh thông này ít nhất là tinh thông một chúng ta sẽ không bị thiệt hại máu quá nhiều của quách ra nội tại một là à, đúng rồi đúng rồi đúng rồi nội tại một khi quách ra chết thêm một lá chắn giá trị tương đương bằng hai phần máu của quốc gia cho tướng phe ta thấp máu nhất tinh thông một sau khi thi triển kỹ năng này sẽ khiến cho tốc độ tấn công của tướng phe ta có công cao nhất trên sàn đấu tăng năm phần trăm tinh thông hai sau khi thi triển kỹ năng này sẽ khiến cho tất cả sát thương của tướng phe ta có lực tấn công cao nhất trên bàn là tăng lên hai phần trăm một cái tăng tốc đánh một cái tăng đam nếu mà với những cái con mà thiên về thương kỹ ví dụ như kiểu là, là là là, bọn tà từ hay là những con như con vũ chẳng hạn đấy thì khả năng là phải phải nâng tối thiểu tinh thông 2 tinh thông 3 thì sau khi thi triển kỹ năng này sẽ khiến cho hút máu của tướng Feta uh, có lực công cao nhất tăng lên hai phần trăm đó, một cái tăng tốc, một cái tăng đam, một cái tăng hút máu, nói chung kỹ năng, kỹ năng này thì quá ngon rồi. Nếu nếu mà anh em có điều kiện thì anh em cứ vứt nó vào những cái ô kia. Nhưng mà thường thường đấy những cái trường hợp mà như mình đã nói ấy, là vứt vào những cái ô đấy thì thường là chúng ta sẽ đi những cái content ví dụ như là qua chạm tướng. Còn bình thường thì hơi khó tại vì vứt vào ô đấy thì bây giờ những con chủ lực thì đâm ra không biết vứt ô nào chung bây giờ sách thì kể cả các anh em có kia đến mấy bây giờ là cũng chỉ một tháng làm được một đôi sách hai sách ba nội à, tại hai của nó thì với mỗi một binh đoàn cung sẽ tăng máu tối đa của quách gia lên sáu năm à, cũng khá nhiều đấy <laughs> tinh thông một khi máu hiện tại của quách gia dưới ba tốc độ hồi chiêu của tất cả các tướng tăng 12%. Khi máu hiện tại có ra ti thông 2 này, khi máu có ra 3% thì tốc độ hồi chiêu tăng lên 24%. Và với cũng như thế thì ti thông 3 sẽ tăng 36%. Nói chung là kỹ năng này vẫn là kỹ năng ngon. Kể cả nâng bao nhiêu cũng vẫn ngon, tại vì hồi chiêu cũng không bao giờ là thừa. Nội tại cuối cùng, nội tại ba mỗi khi quách ra gánh chịu sát thương à, thương kỹ sẽ được ghi lại cuốn trục tối đa ghi chép 4 lần sau khi quách gia chết sát thương à, sát thương kỹ năng quốc gia ghi chép lại và các tướng phe ta trên sàn đấu phải gánh chịu giảm 5% cái này nghĩa là một cái giảm 50 hay là tất cả bốn cái giảm mới giảm 50. Chưa hiểu lắm. Tinh thông một thì sát thương kỹ năng mà các tướng phe ta chịu phải hàng của hàng phải chịu được bố trận à, nghĩa là cùng hàng bố trận cùng hàng phải chịu ghi lại số lượng chủng loại sát thương kỹ năng mà cách ra ghi lại được tăng 8 tám loại à hiểu 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 nghĩa là ví dụ như bây giờ nhá con nộ tà cái nộ của tà từ xong rồi cái đấu kỹ của tà từ đấy nó sẽ tính là hai với những con khác cũng thế nó sẽ tính là hai thế thì thì khả năng là nhưng mà thế thì khả năng là tối đa chỉ là 10 ấy nhỉ chứ hiểu lắm chứ hiểu cái cái cách tính của của cái này nói chung mình thì mình cá nhân mình nghĩ là nếu mà nó theo kiểu là thương kỹ thì chẳng hạn thì nó cũng chỉ có lại là tuyệt kỹ đấu kỹ này kia thôi là hết năm ông cũng chỉ được 10 đấy nhỉ ở đây là 12 hai Tinh thông 2 thì tăng lên từ 8 đến 12 thôi Tinh thông 3 thì Quách ra mỗi lần ghi lại một kỹ năng Thời gian miễn thương Cộng thêm của tuyệt kỹ sẽ tăng Thời gian miễn thương cộng thêm Nghĩa là giảm miễn thương Chưa hiểu lắm Nói chung cái kỹ năng này nó dịch vẫn lôm côm lắm Đấy. <laughs> Nói chung đánh giá về các loại kỹ năng thì mình thấy kỹ năng nào nó ngon có kỹ năng này thì hơi khó hiểu một chút mình thì, mình gọi hiểu nôm na khả năng là nó sẽ gọi là ví dụ như bây giờ đấu kỹ và tuyệt kỹ nó sẽ tính ra là ông tung đấu kỹ chẳng hạn chúng tôi tính là một tung tuyệt kỹ chúng tính là hai năm thằng chẳng hạn thì tính là tối đa là 10 đấy còn kỹ năng gì nữa thì mình chưa, chưa rõ có thể là kỹ năng của lính chăng <laughs> có thể maybe còn cái này thì khả năng nó sẽ là cái, cái cái tinh thông 3 này thì miễn thương cộng thêm bởi tuyệt kỹ sẽ tăng 0,5 giây thì mình cũng chưa hiểu lắm cái này là miễn thương hay là miễn thương phải tính phần trăm còn nếu mà đã là hồ chiêu khả năng mình nghĩ cái này sẽ là hồ chiêu nhưng mà nếu mà cái này là hồ chiêu thì kỹ năng này thì cũng không phải là kỹ năng ngon lắm tại vì nha nếu mà nó chết ấy, thì khả năng thì ví dụ như cầu nó nó thứ nhất là nó là tướng hàng sau đâm ra nếu mà nó chết thì cũng khá là khó hơn nữa là nó chết thì mới ví dụ anh em tinh thông ba để anh em mới được hồi một cục thời gian hồi chiêu chẳng hạn thì bây giờ chúng ta cứ tính gọi là tối đa mắc 12 đi ở hồi được 6 giây ở ừ, 6 giây cũng nhiều đấy cũng có khả năng lật kèo đấy nhưng mà vấn đề là bây giờ chết bà là hết rồi còn mỗi một hai con thì khả năng có bật được không đấy nói chung là kỹ năng này mình nghĩ là một kỹ năng phế còn lại bốn kỹ năng kia nó đều ngon nó đều mang thiên hướng là búp bảo kê này kia nói chung nếu mà đánh giá ở tia như trước mình đánh giá thì khả năng con này vẫn sẽ là ở mức s cộng tại vì khả năng đột biến của nó mới nhất là cái con này cái bộ kỹ năng của nó đã rất ngon rồi Nhưng đâm ra là nó không nhất thiết là cứ phải đi cùng với những con con cùng bộ dĩ nhiên là đi với Hạ Hồ đôn thì sẽ là hợp lý nhất tại vì chúng ta có công có thủ thì nó sẽ là hoàn mỹ hơn và nó sẽ có cái búp hai là miễn trong 10 giây gì phải Mình không nhớ là 10 giây hay 8 giây ấy. Nó sẽ có là miễn giải hiệu ứng Đâm ra ví dụ như bây giờ hạ hồ đôn hoặc cách ra bị hiệu ứng chẳng hạn Thì có thể nó sẽ miễn giải Đấy, tăng khả năng là sống sót của tim nó sẽ tốt hơn Thôi, video cũng dài, mình sẽ kết thúc video tại đây Đợi một chút mình sẽ làm video phân tích bảng thống sau Bye anh em